Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế một ly sinh tố dâu. Thì pha chế một ly sinh tố dâu gồm có là 70-100g dâu, 30ml sữa đặc, 30ml sữa tươi, 30ml nước đường. Cách làm như sau. Rồi, mình sẽ cho 70-100g dâu. Ba mươi ml sữa tươi, ba mươi ml nước đường, ba mươi ml sữa đặc, mình đổ trực tiếp vô bên trong. Rồi mình sẽ cho một cốc đá. Rồi, mình sẽ đổi sản phẩm trực tiếp vào ly. Rồi, mình sẽ cho một cái ống hút, một cái khuấy, mình cho một trái cherry, hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo.